tối 23 tháng 3, hiệp 1 trận đấu giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 5 V-League 2021, cầu thủ Hùng Dũng đã bị Ngô Hoàng Thịnh đạp rất mạnh vào chân. Theo kết quả chụp phim tại bệnh viện, anh bị gãy hai xương cẳng chân gồm 1/3 dưới xương chày và xương mác của chân phải. Thông tin này khiến người hâm mộ bóng đá cả nước vô cùng buồn bã và lo lắng cho sự nghiệp của Hùng Dũng. Rất may mắn là sau khi bị chấn thương, anh được chuyển đến bệnh viện và làm phẫu thuật thành công vào sáng 24 tháng 3. Tính đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của nam cầu thủ đã dần ổn định. Vốn là anh em thân thiết của Hùng Dũng, ca sĩ Titi đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên tinh thần. Cụ thể, trên trang cá nhân, bạn trai tin đồn của Nhật Kim Anh đã đăng tải hình ảnh đến thăm nam cầu thủ. Đi kèm là dòng chú thích, ca phẫu thuật của em ấy đã thành công, chỉ còn chờ đợi ngày bình phục trở lại, cố lên em nhé. Bài đăng của Titi nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía của cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời chúc đến Hùng Dũng nhanh chóng bình phục để sớm có thể quay lại công việc.